Về tình trạng mâm lốp này, mới chỉ đi được có 22.000 km cho nên lốp còn rất là dày luôn nha bạn. Đó, bạn để thấy lốp còn rất là dày luôn, cầm bệ bên trong còn rất là mới. Ghế thì vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin nha các bạn. Thì đối với một cái chiếc ghế nỉ này, nó sẽ đem lại một cái cảm giác thoải mái hơn so với những cái ghế mà bọc lại simili. Nó không có bị nóng khi các bạn ngồi lâu và nó rất là khoáng. Xin kính chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe không phải đến từ Toyota quen thuộc nữa, đó chính là một mẫu xe đến từ hãng Ford nha các bạn. Ford EcoSport đời 2018. Thì cái xe này đi được mới có 22.000 km, mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Màu ngoại thất của cái xe này là màu nâu đồng, màu nâu đồng. Tình trạng cái xe này còn rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ dành một vài phút để mình quay sơ về cái xe này để cho các bạn nào chúng ta đang quan tâm mà tìm một chiếc xe để mà đi gia đình, nhỏ gọn và cứng vững chắc chắn, thì thông qua clip này các bạn có thể đưa ra những quyết định nhanh nhất để mà sở hữu mẫu xe này nha các bạn. Thì mình xin điểm lại thông tin về cái xe này. Đây là Ford EcoSport đời 2018, xe đi được 22.000 km, mang biển số thành phố, và cái xe này đang được dự kiến chào bán mức giá là 465 triệu nha các bạn. 465 triệu cho một mẫu xe nhỏ gọn 5 chỗ luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe này nha. Về cụm đèn trước đây. Đó, đèn zin theo xe còn sáng bóng luôn. Màu sơn còn rất là đẹp. Xe còn rất là mới nha các bạn. Về tình trạng mâm lốp này, mới chỉ đi được có 22.000 km cho nên lốp còn rất là dày luôn nha các bạn. Đó, bạn để thấy lốp còn rất là dày luôn. Cầm bệ bên trong còn rất là mới. Mâm thì có một số cái vết dơ, thì bên mình sẽ vệ sinh, mình sẽ như mới thôi. Cái xe này chưa có vệ sinh nha các bạn. Thì cái điểm nổi trội của những chiếc xe đến từ hãng Ford chính là kết cấu một cái động cơ, kết cấu cái khung gầm rất là chắc chắn và cứng vững. Cho nên khi chúng ta di chuyển những chiếc xe Ford này á, thì nó sẽ có cảm giác đầm hơn so với những cái xe mà kết cấu khung gầm nó nhẹ nha các bạn. Thì đánh đổi lại cái kết cấu khung gầm chắc chắn và nặng nề, thì nó sẽ đánh đổi lại một thứ, đó là cái xe Ford này nó sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với nhà hãng khác nha các bạn. Còn nếu như mà chúng ta đi gia đình thì cái việc mà tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng không quá là quan trọng, tại vì thỉnh thoảng chúng ta hay đi, chúng ta chỉ chạy gia đình hoặc không có kinh doanh, thì cái việc tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng không quá là đáng lo ngại nha các bạn. Đánh đổi lại một cái là đi rất là chắc chắn luôn, rất là êm, cách âm rất là tốt. Vì tình trạng cái xe này thì còn rất là mới luôn. Các bạn thấy màu sơn còn sáng bóng, chưa được vệ sinh tuy nhiên còn rất là mới. Thì cái xe này chạy khoảng độ còn khoảng độ thêm 3 đến 4 ngày nữa thì công ty mình sẽ chào bán nha các bạn. Đang trong giai đoạn làm đẹp xe. Tình trạng mâm lốp sau này có một số vết trầy nhẹ thôi, không đáng kể. Còn lốp thì còn rất là dày rồi, mới đi 22.000 km thôi. Một mẫu xe đi gia đình đó, rất là chắc chắn vậy. Ford EcoSport, cái lớp sơ cua nằm lòi ở phía sau này, điểm đặc trưng. Còn mở cửa thì mở cửa bằng một cái nút bấm bên đây. Chúng ta sở hữu một cái cốp rất là rộng, mang một cái chiếc lý thiết kế khác so với những chiếc xe đến từ Toyota nha các bạn, rất là rộng luôn. Các bạn có thể thấy cốp này còn nguyên luôn nè, sụn chỉ còn nguyên, rất là liền lạc, chưa từng tháo ra sửa chữa. Đồ của khách còn để trên xe, đồ nghề để đây nghe các bạn. Có một cái ngăn để mà che lại chúng ta đựng hành lý. Thì đối với một cái cốp như thế này, chúng ta có thể để được khoảng hai cái vali để mà đi du lịch, vừa đủ để dùng nha các bạn, không quá rộng cũng không quá chật. Còn sở hữu một cái màu rất là đẹp luôn.
Bây giờ mình tiến vào nội thất để cho các bạn xem cái nội thất cái xe này nha. Và để thấy tay nắm cửa này, bên tựa tay nè, đó còn rất là mới. Ghế thì vẫn còn là ghế nỉ nguyên zin nha các bạn. Thì đối với một cái chiếc ghế nỉ này, nó sẽ đem lại một cái cảm giác thoải mái hơn so với những cái ghế mà bọc lại simili. Nó không có bị nóng khi các bạn ngồi lâu và nó rất là thoáng. Tuy nhiên thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh, tại vì nó hay rất là dễ dơ nha các bạn. Một cái màn hình này là đầu Android, như một cái máy tính bảng, rất là mượt luôn. Cho các bạn xem số km, 22.087 km nha các bạn. Phím bấm trên vô lăng, tích hợp trên vô lăng. Vô lăng còn rất là mới nè. Số tự động. Có cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo. Những cái hộc để những ly nước hạ thấp xuống phía dưới, để điện thoại hoặc cái ly nước nha các bạn. Tựa tay phía sau đây. Một chiếc xe rất thích hợp cho các bạn chúng ta mua để mình đi gia đình. Khá là rộng rãi. À, phía sau đây. Nội thất của xe còn rất là mới nha các bạn. Sau này rất là rộng rãi luôn. Nếu mà gia đình chúng ta có hai vợ chồng và hai đứa con thì đi cái xe này rất là hợp. Có trải sàn nha các bạn, sàn 3D. Về cái phụ kiện trên xe này thì đã có dán phim, trải sàn. Đó, phụ kiện cơ bản cần thiết thôi. Tại vì đối với những cái xe đến từ hãng Ford thì chúng ta cũng không quá tốn nhiều chi phí cho cái việc lắp phụ kiện. Tại vì cơ bản những tính năng cơ bản đã có trên xe rồi. Chúng ta có lắp thêm đồ nó cũng không có đẹp chiếc xe nữa. Cho nên là đối với cái xe này các bạn mua về thì chỉ thiếu cái camera hành trình thôi. Thì có thể bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái camera hành trình nếu như các bạn quan tâm đến mẫu xe này. Mình đã đi một vòng về cái xe này rồi. Mình xin điểm lại thông tin về cái xe này nha các bạn. Đây là Ford EcoSport 2018. Số km hiện tại của xe là 22.000 km, mang biển số thành phố. Và cái xe này đang được chào bán mức giá là 465 triệu. Thì với sở hữu một cái biển số thành phố như vậy thì nếu các bạn này chúng ta hộ khẩu thành phố thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu so với việc mua cái xe mới mà ra biển số thành phố nha các bạn. Rất là tiết kiệm luôn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể và rõ ràng hơn về chi phí lăn bánh cũng như những thủ tục mua bán xe qua sử dụng nha các bạn. Và cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào.